cái giường mới sạch luôn vậy. Chút nữa bạn quay lại rước em hả? Ngồi đếm tiền nghe ghê vậy. Đếm nghe sẹt 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 nha. Tính cầm theo bao nhiêu tiền nặng mụn mà cả đếm ngồi đếm dữ vậy. Ngân sinh năm bao nhiêu Ngân? Như sả mì tôm luôn hả? Nó uống yếu gì rồi sao mà lấy nè. Đau lắm không Nguyên? Cũng có. Nè em nhìn mụn của em nè. Nãy giờ nó bự vậy không á. Một con mà vậy hết. Bởi gán ha. Con đó đó, nó còn đó thế. Sao xa vậy? Mày sợ cái gì mày để xa vậy? Tới cho em.
Đợi chị một tí nha Ngân. Bạn kế tiếp là mấy giờ? Chiều bẩn gì hay sao? Giờ nên đi ha, 12 giờ vậy. Ôi trời ơi. Ừ, dưới nè. Tới chưa? Uống nước, gót nước uống nha em. Ừ, cứ tự nhiên đi. Nó như sữa đặc này, nó trắng tinh luôn. Ngày thứ hai hả ta? Tới chưa? Ôi trời.
cái em zoom từ từ ra, cái em zoom quay cái này. Rồi, ok.